Thưa quý vị, Đức Giáo hoàng Francis ca ngợi ông Nelson Mandela, tin từ Vatican. Đức Giáo hoàng Francis đã ca ngợi vị anh hùng chống kỳ thị chủng tộc, đã theo đuổi tinh thần chống bất công và hòa giải. Cha Federico Lombardi là phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, Giáo hoàng đã gửi điện tín cho Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, ca ngợi sự nghiệp cổ võ nhân phẩm, xây dựng nền tảng bất bạo động, hòa giải và sự thật cho Nam Phi, nói rằng ngài rất đau buồn nghe tin Nelson Mandela từ trần, gửi lời chia buồn đến gia đình ông Mandela, chính phủ và dân chúng Nam Phi. Ngài cầu nguyện cho các thế hệ Nam Phi lấy cố tổng thống làm tấm gương sáng để đi tới hòa bình và thịnh vượng.